Xin chào các anh em thân thiết của kênh Minh Phụng Music. Ở video kỳ trước, mình đã cùng các bạn unbox cây pino điện BE88 hiện đang được giảm giá cực sâu, khuyến mại cực sốc trong tháng 10 này tại Minh Phụng Music với mức giá vô cùng hấp dẫn lên đến 15%, từ 7.6 triệu nay chỉ còn 6.5 triệu đến từ nhà Atesia. Thì hôm nay mình sẽ review chi tiết hơn về cây đàn này nhé. BE88 có đa dạng cổng kết nối giúp người chơi có thể dễ dàng tối ưu trải nghiệm. Đây là cổng nguồn công suất 12V, cổng pedal giúp bài nhạc có chiều sâu và hay hơn, cổng USB to host kết nối đàn với máy tính, điện thoại và máy tính bảng, cổng aux in giúp người chơi phát nhạc từ các thiết bị điện tử đến loa của piano, cổng mic để ghi âm bài hát hoặc biểu diễn trực tiếp, cổng line out kết nối với dàn loa để phát nhạc khi bạn biểu diễn, cổng phone để kết nối tai nghe với đàn, volume để chỉnh độ lớn nhỏ của âm thanh phát ra các thiết bị kết nối khác. BE88 trang bị 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, khi bạn đánh nhẹ âm thanh sẽ nhỏ, khi đánh mạnh âm thanh sẽ phát ra to, đem đến bạn cảm giác như chơi trên một cây piano cơ. Big Ben giúp bạn luyến lấy cho bài nhạc có thêm nhiều cảm xúc. Bạn còn trang bị nhiều nút chức năng hiện đại được sắp xếp tiện lợi, màn hình LCD hiển thị rõ nét giúp người chơi dễ dàng thao tác, cùng loa công suất lớn cho âm thanh sống động. BE88 còn sở hữu nhiều điểm nhấn về mặt công nghệ với thư viện âm nhạc khổng lồ, 130 âm thanh và âm sắc tích hợp cùng với nhiều chức năng phổ biến trên piano như tempo tăng giảm tông, metronome đếm nhịp, flip chia bàn phím, layer trộn tiếng và harmony đánh bè. Chương trình giảm giá cực sốc trong tháng 10 của Atesia sắp kết thúc, bạn hãy nhanh tay sở hữu ngay cây piano BE88 với mức giá siêu hot cực hấp dẫn từ 7.6 triệu còn 6.5 triệu này nhé. Khi mua đàn tại Minh Phụng Music, bạn sẽ được bảo hành 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Cảm ơn mọi người đã xem video kỳ này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những video sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.